Hôm nay là tối thứ bảy, một buổi tối có lẽ là tuyệt vời nhất trong tuần. Và như thường lệ, bạn đưa người yêu của mình đến một nhà hàng quen thuộc, nơi mà hai bạn vẫn thường xuyên ghé qua vào các buổi tối cuối tuần. Bạn thấy trong người có cảm giác thật thoải mái và an nhàn, vì bạn sẽ không cần phải nghĩ xem hôm nay ai sẽ là người nấu ăn, ai sẽ là người dọn dẹp và rửa bát. Bạn cảm thấy mình thật sang trọng và quý phái. Người bầu bàn bước lại gần bạn và đưa cho bạn một chiếc menu để cho bạn chọn món ăn ngày hôm nay. Nhưng dòng cảm xúc của bạn dường như bị khựng lại khi bạn nhìn vào trong menu. Các món ăn hôm nay thật là khác thường. Đầu tiên đó là món tiền trả trước cho một ngôi nhà với một phần của quỹ khẩn cấp. Lựa chọn thứ hai cho món ăn đó là tiền tiết kiệm hưu trí. Và cuối cùng là một chai học phí đại học cho con gái của bạn. Bạn không tin vào mắt mình và bạn dụi mắt và nhìn kỹ lại. Thì ra nó chỉ là bạn đã nhìn nhầm. Bạn gọi món như bình thường, nhưng bữa ăn hôm đó chứa nhiều suy tư hơn là mùi vị. Một câu hỏi cứ lảng vảng trong đầu của bạn tối hôm đó: mình có đang dành quá nhiều tiền để ăn tối ở ngoài hay không? Câu trả lời là có thể. Những người khác cũng đang làm điều như thế. Vậy sự thay thế tốt hơn là gì? Liệu có phải là nấu ăn tại nhà hay không? Một thực trạng đáng buồn là 21% người dân không có khoản tiết kiệm hưu trí và 10% khác thì có ít hơn 5.000 đô la. Nó thậm chí còn ảm đạm hơn đối với thế hệ thiên niên kỷ, là cứ 10 người thì có gần 6 người không có gì được tiết kiệm. Theo nhiều lý do khác nhau được đưa ra để biện minh cho điều này, đó là chi phí nhà ở, bảo hiểm y tế ngày càng tăng và tất nhiên là khoản vay để trả nợ cho thời học sinh viên. Nhưng đối với nhiều người, những chi phí đó là tương đối cố định. Nếu bạn đang tìm kiếm những lĩnh vực thiết thực để cắt giảm, thì một thứ sẽ xuất hiện ngay trong đầu bạn, đó là ăn hàng. Những năm gần đây, mọi người có xu hướng chi nhiều hơn cho các quán bar và nhà hàng so với cửa hàng tạp hóa. Với một hộ gia đình trung bình hiện chi hơn 3.000 đô la hàng năm cho đồ ăn ngoài, nó chiếm từ 5-7% tổng chi phí của họ. Mặc dù giá thực phẩm đang giữ ở mức ổn định hoặc thậm chí là giảm, thì giá ăn tại các nhà hàng thì tăng nhanh hơn lạm phát và thực khách trung bình vẫn đi ăn khoảng 5 lần trên một tuần. Vậy chi phí này là bao nhiêu? Các nhà hàng thường tăng giá món ăn của họ lên khoảng 300%, nghĩa là giá thực đơn cao gấp 3 lần so với số tiền họ thực sự chi cho các món ăn. Nghe thì có vẻ là con số này là quá nhiều, nhưng mà bạn cũng đừng vội trách các nhà hàng, vì hãy nhớ rằng bạn cũng đang trả tiền để thuê nhà hàng, nhân công, thiết bị và chi phí chung để tạo ra món ăn đó. Vì vậy, nếu bạn sống ở một khu vực mà giá trị bất động sản đang tăng lên, điều đó cũng áp dụng cho mặt bằng nhà hàng địa phương mà bạn đang ngồi ăn. Một cuộc khảo sát cho thấy hóa đơn nhà hàng trung bình cho mỗi người là hơn 36 đô la. Nếu bạn làm điều này chỉ 3 lần một tuần, thì đó sẽ là hơn 5.600 đô la một năm. Ngược lại, bữa ăn trung bình được nấu ở nhà với đồ tạp hóa mua từ chợ là khoảng 4 đô la một người. Bây giờ bạn có thể hiểu tại sao rất nhiều cố vấn tài chính tập trung vào việc ăn uống như là một nơi để bạn tiết kiệm tiền. Vậy bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Chúng ta hãy thử làm một vài phép toán để biết được con số chính xác. Giả sử Hùng đi ăn tối bên ngoài 3 lần một tuần và chi phí cho mỗi bữa ăn đó là 35 đô la. Anh hãy bắt đầu mỗi ngày làm việc của mình với một ly latte và bánh mì tại quán cà phê địa phương của mình và mỗi bữa trưa tại khu ẩm thực địa phương 4 ngày một tuần. Trong một năm, anh ấy đã chi hơn 9.000 đô la cho đồ ăn và thức uống được chế biến sẵn trên thị trường. Và nó chiếm hơn 12% mức lương hàng năm anh ấy được nhận, đó là 75.000 đô la. Điều gì sẽ xảy ra nếu Hùng có thể giảm 3 bữa tối đó xuống chỉ còn 1 bữa tối một tuần? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy bắt đầu pha cà phê và bữa sáng ở nhà, và cũng như là bữa trưa đóng hộp ở nơi làm việc? Giả sử rằng tất cả những bữa ăn tự chế biến đó sẽ có giá khoảng 5 đô la mỗi bữa. Điều đó có nghĩa là khoản tiết kiệm hàng năm sẽ là 4.420 đô la. Thế là quá đủ cho một kỳ nghỉ ở Hawaii. Nhưng chờ đã, chúng ta chưa xong đâu. Điều gì xảy ra nếu Hùng lấy số tiền tiết kiệm này để gửi chúng vào một tài khoản với lãi kép là 7% một năm? Chỉ trong 10 năm, anh ấy sẽ có hơn 65.000 đô la đủ để trả trước cho một căn nhà. Trong 20 năm nữa, anh ấy sẽ có gần 200.000 đô la. Tất cả chỉ từ việc ăn uống ở nhà thường xuyên hơn. Ví dụ của Hùng chứng minh rằng ngay cả trong thời đại mà các nghĩa vụ trả nợ sinh viên, chăm sóc sức khỏe càng trở nên nặng nề, bạn vẫn có thể có một số khoản dư trong tài chính của mình. Ngay cả một sự cắt giảm nhỏ trong việc ăn uống bên ngoài cũng có thể cho phép bạn trả hết một khoản nợ khó khăn hoặc là xây dựng một quỹ khẩn cấp. Đây có thể là một lời khuyên nghe dễ hơn là làm. Những người trong chúng ta ra ngoài ăn tối vì quá bận rộn hoặc là quá mệt mỏi để nấu một bữa ăn sau một ngày dài làm việc. Và việc đi đến những nhà hàng không chỉ là về thức ăn. Đó là một sự kiện xã hội
một nơi để bạn gặp gỡ bạn bè của mình, để kết nối với đồng nghiệp, để giải tỏa một ngày căng thẳng. Vì vậy mình không nói là bạn không nên đi ăn ở bên ngoài, nhưng nếu bạn muốn cắt giảm chi phí này, trước tiên bạn phải biết tại sao bạn lại tiêu tiền ngay từ đầu. Đó là sự tiện lợi hay là sang trọng? Nếu đó là sự tiện lợi, nói cách khác, nếu bạn đi ăn ngoài vì không có thời gian nấu ăn ở nhà, thì vấn đề có thể là do bạn thiếu sự chuẩn bị. Xét cho cùng, việc pha một tách cà phê hay là nấu một chiếc bánh mì có thể tốn ít thời gian hơn so với việc bạn xếp hàng để chờ đợi ở quán Starbucks hay là Highland Coffee, mà đã giúp bạn tiết kiệm hàng trăm đô la. Có rất nhiều kênh và trang web về cách mua sắm, nấu ăn rẻ, đơn giản mà ngon hơn. Và bạn nên giữ một số thực phẩm tiện lợi như bữa tối, có thể nấu bằng nồi vi sóng trong tủ đông của mình. Bằng cách đó, vào những ngày mà bạn thực sự không muốn nấu ăn, bạn sẽ có một lựa chọn thay thế cho việc dừng lại để mua đồ ăn mang đi hoặc gọi món. Mặt khác, nếu việc đi ăn bên ngoài là một điều sang trọng, như là nếu bạn đang làm điều đó vì nhu cầu xã hội hoặc là vì tâm lý, thì bạn vẫn có thể đạt được những cảm xúc tâm lý đó, hoặc là đạt được những điều đó với ít chi tiêu hơn. Chẳng hạn, bạn có thể chia sẻ một suất ăn lớn với người thân của mình. Các phần ăn của các nhà hàng thường lớn hơn nhiều so với khẩu phần ăn trung bình của một thực khách, bởi vì nó giúp các doanh nghiệp dễ dàng biện minh cho mức giá cao của họ. Nếu bạn ở đó vì dịch vụ và bầu không khí, bạn có thể được cảm nhận điều đó mà không cần phải ăn quá nhiều đến mức khó chịu hoặc bỏ lại đồ ăn thừa. Nếu bạn có những nhà hàng yêu thích mà bạn biết là bạn thường xuyên ghé thăm, bạn nên đăng ký làm thành viên thân thiết của họ để được hưởng nhiều ưu đãi hơn. Nhưng hãy lưu ý rằng những món hời này nhằm mục đích khiến bạn ghé thăm thường xuyên hơn. Điều tương tự cũng xảy ra với lại thẻ phần thưởng của thực khách. Nếu bạn không cẩn thận, những chiến lược này lại phản tác dụng và làm tăng chi phí ăn uống hàng tháng của bạn. Rượu là một trong những khoản tiêu tốn lớn nhất khi bạn ăn tại các nhà hàng. Vì vậy, nếu bạn muốn uống rượu trong bữa tối hoặc là muốn uống bia, bạn có thể muốn tìm đến một địa điểm, một nhà hàng mà cho phép bạn mang theo đồ uống của mình. Tương tự như vậy, đi ăn kem sau bữa tối thường rẻ hơn nhiều so với việc gọi món tráng miệng tại bàn. Và cuối cùng, nếu bạn thấy mình mua bữa trưa như một cái cớ để ra khỏi văn phòng, thì hãy nhớ rằng không ai bắt bạn phải ăn tại bàn làm việc cả. Mang chiếc túi đựng hộp mà ăn bữa trưa của bạn đến công viên hoặc nơi công cộng nào đó mà có không khí đẹp, thoáng đãng, cùng một lợi ích tâm lý như vậy mà lại không phải trả một cái giá lớn. Ăn tối ở ngoài là một phần quan trọng trong văn hóa của chúng ta ngày nay, và đó có thể là một khía cạnh quan trọng trong đời sống xã hội và nghề của bạn. Vì vậy, chúng tôi không khuyên bạn là nên từ bỏ nó, nhưng bạn không nên chấp nhận bất kỳ khoản chi tiêu lớn thường xuyên nào mà không tự hỏi mình ba câu hỏi cơ bản. Tôi đang chi bao nhiêu cho việc này? Tôi nhận được điều gì từ đó? Và tôi có thể nhận được lợi ích tương tự với số tiền ít hơn hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại bấm like và chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến với nhiều người hơn. Cùng, chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ với người thân và gia đình, và sớm đạt được tự do tài chính thông qua đầu tư vào thị trường chứng khoán.